Hello, chào cả nhà nha. Đây là đường ở N5 á cả nhà, cũng cái hướng mạo quá cả nhà. Bây giờ mình di chuyển thôi cả nhà ơi. Cái khu này người ta buôn bán cũng nhiều lắm, mà nó có một bên nhà dân thôi à, một bên của công ty. Trời ơi, xe đậu quá chừng container nè, ăn cơm hay sao. Đúng là năm này buổi sáng á, đông lắm, công nhân đi làm á. Container xe đậu dài đường phải không? Đây là bán nhiều lắm, bán cơm, bán đồ ăn. Nó không bằng đường N1. N1 này hai bên nhà dân nhiều hơn, bán đồ nhiều hơn đây. Bên đây có bên đây là của bên phải mình đó là của công nhân, của công ty rồi. Chỉ có bên nhà dân thôi à. Siêu thị á. Khu này là khu chợ nè cả nhà. Chợ của đường N5 á. Khu này bán đồ đông lắm mà sau nay thấy gọn gàng quá. Vắng người quay này chạy xe là nó hơi dễ, chứ buổi sáng đông quá mình chạy xe khó lắm. Bây giờ cả nhà biết đường N5 cũng bị bước một hay là sao thôi. Chút xíu nữa là nó giáp với ga đường quốc lộ 13 luôn, cổng sau của mấy phút 1 á. Đây nhà dân ở nhiều. Quán nhà xác xác nhà quá chừng.
xíu nữa là tới đường ra cổng cũng xa của miếng bước 1 rồi. Đây thì có cái gờ giảm tốc. Dạ, chậm là nó tưng. Đó, ra đây nè. Quẹo lên trái là nó ra cổng xa của miếng bước 1. Chào cả nhà nha, bye bye, hẹn gặp lại.